và cái trái của nó khá là lớn. Trái nó bự gần như gấp đôi so với nho tứ quý nha các bạn. Xin chào các bạn. Giới thiệu cái lô nho Kim Cương nha các bạn. Nho này là lần đầu tiên về Việt Nam. Ở thị trường Việt Nam thì chưa có ai có nha các bạn. Một loại giống mới và đang có mặt tại nhà vườn Thanh Võ nha các bạn. Cái lá của nó lớn hơn rất nhiều so với lại nho đỏ và nho tứ quý. Và nó có thịt thoi nha các bạn. Thoi rất là nhỏ luôn. Đây là trái của nó nè. Nó lên 7 màu rất là đẹp nha các bạn. Khi chưa lớn thì nó sẽ ra màu xanh nè, màu đỏ tí tía nè. Và khi bắt đầu gần chín nè, nó lên những cái màu đậm hơn. Và cái trái của nó khá là lớn. Trái nó bự gần như gấp đôi so với nho tứ quý nha các bạn. Chưa chín nhưng mà rất là to. Đang có bông rất là nhiều ở trong nách lá, rất là nhiều. Để mình ăn thử nha. Rất là ngọt, ngọt nước nha bạn. Và rất là nhiều kích cỡ nha bạn. Nhỏ cũng đang có trái, và gốc rất là bự nè. Gần bằng cổ tay người lớn luôn các bạn. Hotline 0962347777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn. Địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ.